Lần đầu tiên, Hà Nội phát hiện hơn 1.600 ca COVID-19 chỉ trong 24 giờ. Tối 20 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.641 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 406 ca cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 1.461 ca bệnh ghi nhận ngày hôm nay, có 406 ca cộng đồng, 1.021 ca tại khu cách ly, 214 ca tại khu phong tỏa

Mỹ Đức 11 ca, Đàn Phượng 9 ca, Hoài Đức 9 ca, Ứng Hòa 6 ca, Sơn Tây 6 ca, Trường Mỹ 6 ca, Hoàn Kiếm 6 ca, Thanh Oai 5 ca, Phúc Thọ 2 ca, Thường Tín 1 ca, Mê Linh 1 ca và Đông Anh 1 ca. Phân bố 406 ca cộng đồng theo quận huyện như sau. Ba Đình 90 ca, Đống Đa 66 ca, Long Biên 52 ca, Hai Bà Trương 42 ca, Hoàng Mai 41 ca, Cầu Giấy 18 ca, Tây Hồ 14 ca, Nam Từ Liêm 11 ca, Hà Đông, Gia Lâm, Ba Vì mỗi nơi 10 ca, Bắc Từ Liêm 9 ca, Thanh Xuân 8 ca, Thanh Trì, Hoàn Kiếm, Hoài Đức mỗi nơi 5 ca, Đan Phượng 4 ca, Ứng Hòa 2 ca, Phúc Thọ 2 ca, Đông Anh và Sơn Tây mỗi nơi 1 ca. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 29 tháng 4 là 28.694 ca, trong số đó F0 ghi nhận trong cộng đồng là 10.671 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly 18.023 ca. Trong bản tin tối 20 tháng 12, Bộ Y tế công bố Hà Nội ghi nhận 1.612 F0 mới. Việc có sự chênh lệch số ca bệnh mới trong ngày giữa công bố của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội là do khác thời điểm chốt số liệu của hai bên. Các ca F0 mới này vẫn khớp mã số công bố trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Hiện nay trên toàn thành phố, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Tuy nhiên, ở cấp độ quận hay phường thì có sự thay đổi lớn so với lần công bố gần nhất hôm ngày 11 tháng 12. 13 xã phường thuộc 6 quận huyện của Hà Nội thuộc cấp độ 3. Trong 30 quận huyện thị xã chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1, nguy cơ thấp tương ứng với mức màu xanh, giảm 4 địa bàn so với công bố vào ngày 11 tháng 12. 24 quận huyện ở cấp độ 2, tăng 3 quận huyện, và hai quận ở cấp độ 3 nguy cơ cao tương ứng với màu cam tăng một quận. Bốn huyện cấp độ 1 ở Hà Nội là Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Ứng Hòa, hai quận ở cấp độ 3 là Hai Bà Trưng và Đống Đa. Về cấp xã phường, có 439 địa phương ở cấp độ 1 giảm 17 xã phường, 132 địa phương ở cấp độ 2 tăng 5 xã phường, 25 xã phường ở cấp độ 3 tăng 12 xã phường và không có địa bàn nào ở cấp độ 4. Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang thực hiện nghị quyết 128, Hà Nội có hai địa phương cấp quận ở cấp độ 3, vùng nguy cơ cao. Hiện tại, các hoạt động phòng chống dịch như giám sát người về từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, xét nghiệm, tiếp nhận và điều trị cách ly tại bệnh viện của các trường hợp F0, cách ly điều trị tại nhà và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vẫn đang được ngành y tế tích cực triển khai. Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đã mở rộng nhánh 3 của tổng đài điện thoại 1022 để tiếp nhận thông tin có liên quan đến F0, điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trong thời gian qua, thành phố đã đưa vào vận hành tổng đài điện thoại 1022. Đây là kênh kết nối tiếp nhận giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng chống COVID-19. Sở Thông tin Truyền thông phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan mở rộng nhánh 3 của tổng đài điện thoại 1022 cập nhật thông tin liên quan đến F0 điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, sau khi bấm phím 3, người dân chọn bấm phím 1, kết nối đến với đường dây nóng Sở Y tế Hà Nội để cập nhật thông tin F0 điều trị tại nhà, hoặc bấm phím 2, kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn y tế về phòng chống dịch COVID-19. Sở Thông tin Truyền thông cho biết, tổng đài điện thoại 1022 sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân, tổ chức 24 trên 7 để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin có liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước tình hình ca mắc mới tại thủ đô leo thang, Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố sẽ có công điện mới siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch, huy động thêm các lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở. Chiều ngày 17 tháng 12, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Trả lời ý kiến của các cử tri, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay, từ đợt dịch thứ tư đến nay, Hà Nội có gần 23.000 ca mắc Covid-19. Trước khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, gần 6 tháng, Hà Nội nỗ lực vượt bậc và chỉ có gần 6.000 ca khi chuyển sang trạng thái thích ứng mới, Hà Nội ghi nhận thêm khoảng 18.000 ca. Thích ứng nhưng số ca tăng thì lo lắng, không chỉ nhân dân mà là chính tôi, chính quyền các cấp cũng rất lo lắng, ông Chu Ngọc Anh nêu rõ. Theo ông Chu Ngọc Anh, xu hướng tăng cao này, ngoài các điểm chung với cả nước, Hà Nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn, chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới. Từ đó Hà Nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số địa phương cũng như người dân. Nêu thêm việc điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh cho biết, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng 2 sang 3 là 1,1%, cả nước trung bình là 3,4%. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong cập nhật đến tối ngày 16 tháng 12 ở Hà Nội là 0,3%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chia sẻ sự lo ngại khi nhìn số ca mắc tăng mỗi ngày. Tâm lý chung rõ ràng là có lo lắng dù đa số ca mắc mới đều ở thể nhẹ. Xu hướng tăng cao này, ngoài các điểm chung với cả nước, Hà Nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn, chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới đây. Từ đó Hà Nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số đơn vị cũng như người dân. Chủ tịch UBND thành phố nói. Về mô hình trạm y tế lưu động, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, với phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống dịch, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thành lập các khu thu dung của các quận, huyện, thị xã theo mô hình trạm y tế lưu động. Cho đến nay, toàn bộ 30 trên 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã thành lập các trạm y tế lưu động có khả năng thu dung, quản lý, điều trị f không nhẹ và không triệu chứng. Về việc phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại trường học, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, chủ trương của thành phố là học sinh chỉ đến trường khi được đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe. Đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em, Hà Nội hiện còn 292.000 liều nữa cho học sinh cấp 2. Còn với đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, khi nào cấp thẩm quyền cho phép, Hà Nội sẽ đăng ký số lượng cụ thể và tổ chức tiêm xong trong quý 1 năm 2022. Theo lộ trình, sau khi các em được tiêm đầy đủ hai mũi thì sẽ tính toán đến việc quay trở lại trường học. Chủ tịch UBND thành phố thông tin, Hà Nội sẽ được cấp thêm khoảng 500.000 liều vaccine để hoàn thành tiêm mũi 2 cho học sinh trước ngày 31 tháng 12.